Cho tới tối lúc về nhà người mẹ tràn đầy mồ hôi. Mẹ luôn cố gắng nuôi tôi ăn học. Tôi chỉ muốn làm điều gì đó để mẹ đỡ nặng nhọc. Giữa trưa trời nắng tôi đang đi học về. Tôi bỗng thấy mẹ tay ngay trên con đường gồ ghề. Bỏ cặp xuống tôi chỉ tới để mẹ dậy. Lúc đó dìu mẹ thì tụi bạn nó thấy. Nó trêu tôi mà tôi đâu quản thắt. Chúng nó coi tao vào nó mày của mày chỉ có một mắt. Tôi chỉ cắn môi rồi im lặng. Bỗng cảm thấy môi mình có vị mặn. Về tới nhà tôi lại quát mẹ rằng tại sao con lại có một người mẹ bị mù hả? Lưng thì bị gù, đang cho con giỏi nên không tự làm chủ. Mẹ quán trách bao nhiêu cũng không đủ. Tôi liền khóc và bỏ chạy thật xa. Chạy đến nơi nào đó không còn gọi là nhà. Ngồi dưới chân cầu tôi cứ rối xiết mình. Có cảm giác mẹ đang hối hả kiếm mình. Đó nghe thấy tiếng mẹ tôi liền chạy tiếp và cứ giả điếc như không nghe thấy gì. Rồi chạy xa đến mấy mẹ vẫn gọi tên tôi. Tôi nghĩ ra chạy trốn đến khi trời chập tối. Tôi không dám đến trường vì sợ bạn bè trêu chọc. Cũng có thời vì mẹ mà tôi không dám đi học. Tôi cảm thấy như có bóng tối đang dần bao phủ. Những lời thông đập đến tôi biết bây giờ mới đủ. Tôi chỉ muốn cái hành các bộ để về biến mất khỏi cái cuộc đời chết tiệt nào mà thôi. Giọt mồ hôi rơi trên đôi vai mẹ tôi. Không quan tâm những chuông hoa đang cháy quanh mình. Mẹ chịu đừng chỉ mong cho con. Không thua ai từ tin trên con đường dài. Mẹ không nói chuyện một câu. Tôi có cơn học sau vài tháng tôi nên thành thị. Đây là cái lúc tương lai mà tôi bước đi. Tôi thành tài và tìm được nỗi đời mình. Tự là cuộc sống bắt đầu tôi lập gia đình. Mỗi tháng tôi cứ tìm và mua những thứ mà cần. Tôi nghĩ làm như thế đó là đủ bổn phận. Khi tôi có con trai cũng đã gần 3 năm. Bà từ quê xa xôi lên nhà tôi vào đây thăm. Rồi thay thế được các thằng bà bà định phát thay nét cuộc đời của con tôi nữa hả? Bà liền mỉm cười và quay lưng bỏ đi. Dán đi khập khiễng cùng lệ hoang mi. Và mùa hè tôi dắt gia đình về thăm quê. Vừa nghe đến bà tôi liền mặc kệ. Đi tới đầu ngõ thấy tiếng bà kêu tôi lặp đi lặp lại. Nhưng tôi không thấy ai. Tôi liền quay lại và chạy thẳng vào nhà. Tôi chẳng mắt khi biết lên mà bà đã đi xa. Nhìn lên bàn thờ tôi liền quỳ xuống đất. Tôi gào thét với hận khi bà đã mất. Bỗng thấy trên bàn có một lá thư. Tôi liền đọc nó và biết được lý do. Khi tôi sinh ra một mắt tôi bị hư. Bà đã bán tất cả để chữa cho tôi. Bà đã đưa mắt trái của bà cho tôi. Và bây giờ mắt phải đang rơi nước mắt. Mất đi người mẹ là cái giá đắt đó. Tôi ước được nắm bàn tay mẹ thật chặt. Giọt mồ hôi rơi trên đôi vai mẹ tôi. Không quan tâm những chuông hoa đang cháy quanh mình. Mẹ chịu đừng chỉ mong cho con. Không thua ai tự tin trên con đường dài. Mẹ ơi, sao không ở lại để con được xin lỗi mẹ. Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời. Rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời dèm pha chê trách người hàng xóm nói ai cười. Mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu. Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu. Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều. Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu. Em đã khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em. Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong